Vâng, hôm nay mình lại lên test và giới thiệu với tất cả quý vị các bạn một chiếc đồng hồ VDES hàng bãi của Pháp nhé. Chiếc này là máy cơ ba lỗ cót chơi bản nhạc với Minter. Về hình thức thì chiếc này còn rất là đẹp luôn, thùng gỗ thịt, chất liệu là gỗ sồi của Mỹ, được đục chặt trực tiếp các đường rãnh hoa văn trên thùng nhé. Kích thước chiều cao là 71,5, chiều rộng là 32,5 nhé. Thùng gỗ tông màu lâu gụ, hai bên được đục chạm hai cái quả mận này. Đấy, tất cả là gỗ thịt hết. Bên trên là kính mo cong hình bát giác, bên dưới là kính phẳng nhé, kính mài vắt cạnh hình quả chuông. Đấy. Mặt số có logo thương hiệu hãng VDES, mặt số còn đẹp nhá. Đây, dòng đời qua ra chữ bút ký, chìa khóa quả lắc đầy đủ hết, chống tường có lo tem hướng dẫn sử dụng. Nói chung là thùng gỗ thịt rất là đẹp chắc chắn này. Máy đồng đẹp keng luôn, zin bản 100% mà mình đã lau dầu test chạy rất ok. Máy đời máy 42 cũng đồng móng trắng nhé. Rồi này là tiếng chuông rất là hay luôn, máy to. Bây giờ mình test tiếng chuông này. Đây là con đồng hồ Nhật nó đang kêu nhé, chờ một chút. Rồi bây giờ mình test 15 phút là một giai điệu nhé, bây giờ 30 phút nó sẽ là hai giai điệu. Đấy. Tiếng chuông rất là to nhé, âm vang rất... Rồi bây giờ mình tháo máy này. Đây là một bộ gông 8 thanh gông thép nhé, xanh thẳng. Gông còn rất là đẹp luôn, củ gông màu trắng nhé, đồng móng trắng này. Bên trên có truyện chữ Westminster và West Table. Ở đây là một bộ máy của nó này. Chiếc này thì có hai cái cần gạt này để khóa chuông đêm nhé. Khi đêm mà chúng ta không thích nghe thì chúng ta có thể gạt này. Đấy. Gạt này nó sẽ khóa chuông vào, không đánh vào búa nữa. À, mà búa nó không đánh vào gông nữa nhé. Ba ổ quát đồng này. Đấy. Máy 42 rất là to nhé, to hơn máy 37 rất là nhiều, máy nặng. Trên thân máy đều có truyện chữ hãng này và Made in France này, đời số này. Đó. Đầu bò da đẹp nhá, máy đồng vàng óng luôn. Máy zin bản 100% nhé, và mình đã lau dầu test chạy ok hết rồi. Các bác mua về chỉ việc treo vào dùng thôi nhé. Rồi bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo là 0358742679 nhé. Ở trước này bên mình đang bán giá là 5.200.000.
5.200.000 nhé. Ngoài ra thì đồng hồ Nhật bên mình còn rất là nhiều nhé, còn rất là nhiều đồng hồ Nhật. Các nào quan tâm sản phẩm nào cứ vào Zalo mình sẽ gửi hình nhé. Và âm ly Jaguar hàng bãi Hàn Quốc vẫn còn rất là nhiều nhé, 2.3L, 2.3A nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn tại những video clip tiếp theo.